Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong bài học này, một cái bài học thuộc khóa học là bán hàng bằng livestream để bán hàng, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai cái tip nhỏ thôi. Tip ở đây chúng ta có thể hiểu đến là kinh nghiệm hay thủ thuật, đúng không? Hai cái tip rất là nhỏ. Tip thứ nhất là hiện nay tôi thấy là có rất nhiều những cái tiệm spa hay là những cái đơn vị spa thẩm mỹ hay là nha khoa làm đẹp. Đấy, nói chung là spa làm đẹp, nha khoa hay là mỹ phẩm vân vân. Thì người ta thường sử dụng một cái phương pháp như thế này. Đấy là người ta phát live stream cái quá trình người ta làm việc, chăm sóc khách hàng, phục vụ khách hàng. Thí dụ như là các spa hay là cái viện thẩm mỹ, họ thường là live stream quá trình phun xăm, phun mắt, phun mày cho khách hàng, hay là cái quá trình nâng ngực, hay là cái quá trình nâng mông hay hút mỡ gì đó, tùy vào cái sản phẩm và dịch vụ mà họ làm, đúng không? Đấy, có bác sĩ làm, bác sĩ hướng dẫn này kia. Tất nhiên là cái khách hàng đấy là khách hàng thật, và họ cũng bảo vệ khách hàng bằng cách là họ đeo mặt nạ cho khách hàng, đeo khẩu trang cho khách hàng, hoặc là quay nó không nhìn rõ mặt, đúng không? Thế nhưng mà quá trình người ta làm cái bụng hay làm cái ngực hay làm cái bắp tay hay làm cái khuôn mặt vân vân, thì người ta cho mình thấy để thứ nhất là tăng cái sự tự tin, tăng cái sự thật, tăng cái tương tác cho những cái khách hàng mà tiềm năng của họ đó. Và những người khác người ta xem như vậy cũng chính là một cái phần content tốt để phát triển trên fanpage hoặc trên Facebook cá nhân. Sau đó thì người ta có thể sử dụng chính những cái video phát live stream đó. Sau khi mình dừng, mình kết thúc cái quá trình phát, thì cái video đấy nó sẽ được chuyển từ đang phát sang trạng thái là đã phát theo thời gian mà, đúng không? Tiếng Anh nó gọi là is live và bây giờ là was live. Tiếng Việt gọi là đang phát và bây giờ là đã phát. Thế thì cái video đã phát như vậy nó sẽ trở thành một cái content và Facebook nó cho phép chạy quảng cáo cái video đó. Ý tôi là gì? Ý tôi là các bạn có thể sử dụng cái video phát live stream đó chạy quảng cáo, tức là bỏ tiền vào đấy, boost bot cho nó chạy quảng cáo để người ta xem cái live stream đó. Tất nhiên cái quá trình live stream thì chúng ta cũng phải chuẩn bị theo đúng cái phương pháp tôi đã nói, đúng không? Là mình phải có bối cảnh, mình phải có diễn viên, phải có MC, phải có kịch bản, phải có âm thanh ánh sáng tốt để mà mình tạo ra được một cái hình thức live stream đẹp và chuyên nghiệp. Sau đó mình chạy quảng cáo để thu hút người ta xem cái live stream đó. Và từ cái live stream nó có tính thực tế cao như vậy thì rất có thể là chúng ta sẽ tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn. Điển hình như tôi thấy là hầu hết các spa lớn hoặc là cái thẩm mỹ viện, các cái nha khoa hoặc là những cái chỗ làm đẹp trị mụn này kia, họ sử dụng cái phương pháp này rất nhiều. Cái tip số 2 tôi muốn nói với các bạn đó chính là trong cái quá trình chúng ta live stream thì chúng ta cũng dùng cái buổi live stream để chúng ta điều hướng khách hàng vào những cái nội dung mà chúng ta mong muốn, vào những cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Thí dụ như là điều hướng để việc tăng cái theo dõi hoặc là tăng kết bạn trên Facebook cá nhân. Ví dụ như bạn live stream trên Facebook cá nhân thì bạn hãy khuyến khích họ theo dõi mình, hãy khuyến khích họ để cái chế độ first see với mình, hãy khuyến khích họ kết bạn với mình nếu mà mình còn nhiều cái phần bạn bè. Còn nếu mình đã hết bạn bè thì hãy khuyến khích họ phát triển cái việc là theo dõi, đúng không? Tăng cái lượt theo dõi lên, hãy khuyến khích họ tương tác với mình, hoặc là mình có thể có những cái group cho những người mà sau live stream bằng cách là mình sẽ post lên trên Facebook của mình, hoặc là mình nói trong quá trình live stream là gì, hãy vào group này, hãy join vào cái group này để chúng ta có thể trò chuyện với nhau được nhiều hơn, để chúng ta có thể tư vấn hỗ trợ nhau được nhiều hơn, hay là điều hướng về kênh YouTube, hay là điều hướng về website, hay điều hướng đến cửa hàng, vân vân. Chúng ta sử dụng tận dụng hết cái sức mạnh và cái quá trình chúng ta live stream. Trong cái quá trình live stream này có thể chúng ta có thu được hàng nghìn share, là chúng ta có thể bán được cho hàng trăm khách hàng, thì chúng ta hãy tận dụng nó để chúng ta tránh bị lãng phí. Bởi vì đôi khi chúng ta chỉ chăm chăm việc bán sản phẩm mà chúng ta quên đi cái việc là sau cái buổi bán sản phẩm đấy nó là cái gì. Thì sau cái buổi bán sản phẩm đấy nó có thể là những cái buổi live stream tiếp, nó có thể là những cái bài post trên Facebook, nó có thể là sẽ lượt like cho fanpage, nó có thể là lượt xem cho YouTube, lượt truy cập cho website. Và xa hơn nữa nó chính là cái quá trình tái mua của khách hàng cũ và tập hợp thêm những khách hàng mới, để chúng ta bán được nhiều hàng hơn và chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Thì cái như tôi nói là cái video này tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn hai cái tip như vậy thôi. Tôi xin phép nhắc lại, tip thứ nhất là phát live stream, sau đó là chạy quảng cáo live stream.
Đấy, và thậm chí là chạy quảng cáo về cái buổi phát live stream, tức là để họ giống như là cái kênh truyền hình ấy, 8 giờ tối có phim gì thì 8 giờ tối sẽ có live stream gì, thì chạy quảng cáo để làm cái live stream đó. Và sau đó thì trong cái quá trình chúng ta live stream, chúng ta tận dụng cái lượt xem, lượt khách hàng như vậy, chúng ta điều phối, điều hướng khách hàng, tăng theo dõi, tăng bạn bè, truy cập vào group để tăng lượt thành viên, truy cập vào website tăng traffic, truy cập vào YouTube để tăng cái lượt xem cho YouTube, rồi thì để kết nối với chúng ta, lấy số điện thoại này kia vân vân, để chúng ta với mục đích là bán hàng sau đó, chăm sóc khách hàng sau đó được nhiều hơn. Ok, như vậy các bạn đã hiểu ý đồ của tôi rồi chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo nếu có. Xin chúc cho các bạn thành công một cách tốt nhất. Rất hy vọng chúng ta có thể trò chuyện được với nhau và chúng ta có thể tư vấn với nhau, và có thể hợp tác với nhau sâu hơn nữa trong các cái chương trình đào tạo khác, chương trình tư vấn khác và chương trình cung cấp dịch vụ khác. Vâng. Bye bye, xin chào các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.